cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hồi đầu tháng này, Pháp đã đặt vấn đề có thể điều binh sĩ đến Ukraine nếu lực lượng Nga vượt qua được phòng tuyến và Kiev đề nghị giúp đỡ. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ và bị nhiều nước phản đối, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc xung đột rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân dù việc đưa binh sĩ tới Ukraine của Pháp đến nay vẫn chỉ thể hiện qua tuyên bố. Tuy nhiên, quan chức nước này vừa qua cũng đã đề xuất một động thái có thể khiến Nga cảm thấy khó chịu. Theo trang tin Pravda, trong thư gửi các lãnh đạo Pháp cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp Jean-Louis Boulangis cho rằng đã đến lúc Pháp nối gót Anh dỡ bỏ hạn chế lâu nay với Ukraine về việc sử dụng vũ khí do Paris viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga. Ông Boulangis lập luận, sự thay đổi về bản chất này sẽ là hợp pháp nếu xét đến tình hình hiện nay, bởi vì nó sẽ chấm dứt sự bất cân xứng giữa bên tấn công và bên phòng vệ. Mặt khác, ông nhấn mạnh, Pháp và các nước phương Tây khác không muốn xung đột trực tiếp với Nga. Ông viết trong thư kêu gọi, vì vậy vấn đề không phải là Pháp can thiệp vào các hoạt động quân sự, mà là xóa bỏ một điều cấm kỵ phi lý. Trong khi đó, tờ New York Times cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine chưa sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Kharkov do thiếu nguồn lực. Theo nguồn tin, quân đội Nga đã tràn vào biên giới phía bắc Ukraine gần như không gặp trở ngại bởi công sự của Ukraine sơ sài. Tờ New York Times cho biết thêm, một số binh sĩ Ukraine hoàn toàn bất ngờ bỏ chạy khỏi vị trí. Nguồn tin cũng nhấn mạnh, Moscow có lợi thế rất lớn về đạn pháo, đồng thời nói thêm rằng hệ thống phòng không đã suy kiệt của Ukraine không thể chống lại sức mạnh của không quân Nga. Tờ New York Times nhận định, cuộc tấn công đã phơi bày những vấn đề mà quân đội Ukraine kiệt sức đang gặp phải, chẳng hạn một số công sự phòng thủ không đủ hoặc xây dựng cầu thả. Bộ chỉ huy không đưa quân mới từ lực lượng dự bị trên mặt trận đến khu vực này mà điều động quân từ nơi khác đến. Tờ báo cho biết lý do là lực lượng vũ trang Ukraine có ít quân dự bị để triển khai. Đại diện của giới lãnh đạo quân sự Ukraine nói với điều kiện giấu tên rằng tình hình ở khu vực Kharkov rất nghiêm trọng đối với quân đội Kiev. Các nước phương Tây trong đó có Đức đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev Kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hiện Berlin cũng đang lên kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Thông tin từ tờ Bill cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, với 7,1 tỷ euro đã phân bổ, cho năm 2024, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu nâng tổng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay lên gần 11 tỷ euro. Trước đó, tờ Bill đưa tin, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để trang bị bổ sung vũ khí mà quân đội Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Điều này có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí mới cho quân đội Đức nhằm thay thế những vũ khí đã cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ hiện có. Trong số 7,1 tỷ euro đã phân bổ, hầu hết các khoản đều đã được lên kế hoạch. Số tiền này được Bộ Quốc phòng cho là không đủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thảo luận về nhu cầu chi tiêu bổ sung với Thủ tướng Olaf Scholz và Bộ trưởng Tài chính Liner. Tờ Bill cho biết thêm các khoản chi tiêu ngoài ngân sách sẽ được trình lên Quốc hội Đức để phê duyệt vào tháng 6 năm 2024. Theo kế hoạch, trong năm 2025, Bộ Quốc phòng Đức dự định ngân sách chi kỷ lục lên tới 15 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev. Tuần trước, văn phòng Tổng thống Pháp tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong vài tuần tới trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên chiến trường với nhiều ưu thế thuộc về Nga thời gian gần đây. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Macron cũng tái khẳng định quyết tâm của nước này trong việc cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết nhằm giúp Ukraine cải thiện khả năng chiến đấu và giành lại ưu thế trên chiến trường. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng vũ khí viện trợ cũng như các nội dung liên quan không được hai bên công bố. Ngoài cam kết viện trợ quân sự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án mạnh mẽ việc Nga tăng cường các cuộc không kích, bao gồm cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ video quay bởi Trung đoàn Kraken, đơn vị đặc nhiệm, trực thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng GUR, trong đó các thành viên của lực lượng này ngồi trên xe bọc thép để ra tiền tuyến ở Chasovya, đô thị chiến lược ở tỉnh miền đông Donetsk và là mục tiêu tấn công không ngừng của lực lượng Nga trong nhiều tháng qua. Video được quay từ bên trong buồng lái cho thấy chiếc xe di chuyển trên những con đường đất, xung quanh là nhiều vụ nổ liên tiếp do đạn pháo của lực lượng Nga gây ra. Một vụ nổ xảy ra phía dưới xe Thổi bay một phần lớp lá ngụy trang gần kính chắn gió, dường như do phương tiện cán phải mìn, song nó vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ cũ. Bộ Quốc phòng Ukraine viết: "Đơn vị Kraken cho thấy cách họ di chuyển ra vị trí ở Chasopja. Các chiến binh Ukraine đang mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ đất nước. Trung đoàn Kraken là lực lượng tình nguyện được các cựu thành viên lữ đoàn Azov thành lập vào ngày cuộc xung đột bùng phát. Trong khi lữ đoàn có tên bắt nguồn từ biển Azov." Tên và phù hiệu của trung đoàn này được lấy cảm hứng từ loài quái vật biển huyền thoại kraken. Giao tranh tại Chasovya và các khu vực lân cận gia tăng những tuần gần đây, trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công ở phía đông, song song với việc mở mặt trận mới ở tỉnh đông bắc cốp Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đang tăng cường nỗ lực để kiểm soát Chasovya, nhân cơ hội quân đội Ukraine phải kéo căng lực lượng để chống đỡ các cuộc tấn công của đối phương ở tỉnh Kharkov và các khu vực khác tại miền đông theo các chuyên gia thị trấn chasupja ở miền đông ukraine có ý nghĩa chính trị quân sự và hậu cần rất quan trọng đối với cả quân đội nga lẫn ukraine phó cục trưởng cục tình báo ukraine vadim skibiski tuyên bố trước viễn cảnh quân đội nga chuẩn bị tiến vào thị trấn như sau tất nhiên là không phải chuyện ngay hôm nay hay ngày mai mọi thứ còn phụ thuộc vào nguồn lực dự trữ và cung ứng của chúng tôi ông cũng đồng tình với quan điểm việc Moscow kiểm soát được khu vực chiến lược này chỉ còn là vấn đề thời gian. Về mặt chính trị, việc quân đội Nga kiểm soát được Chasovya, nơi từng được Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ dáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tinh thần của quân đội Ukraine. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov, phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, mô tả khu vực Chasovya là con đường quan trọng, trực tiếp và đầu tiên dẫn tới thành phố Konstantinovka, sau đó là Kramatorsk và Slavyansk. Ông Glazunov chỉ ra rằng việc Ukraine thất thủ tại Chasovya cũng giống như trong trận chiến Kursk, thời thế chiến thứ hai, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực Donbass. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của Chasovya sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 5 cho biết, Ukraine mở đợt tập kích trong đêm với tên lửa đạn đạo chiến thuật Atac MS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái UAV cánh cố định nhằm vào nhiều khu vực. Phòng không Nga hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa Atac MS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea. 3 UAV tại tỉnh Belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga không công bố thiệt hại liên quan đợt tập kích. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, mái nhà thờ tại làng Maloye, Gorodice bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ UAV Ukraine rơi trúng, không có thương vong trong vụ tập kích. Lực lượng cứu hỏa đang khống chế trận hỏa hoạn. Không quân Ukraine cùng ngày thông báo, phòng không nước này phá hủy toàn bộ 37 UAV Geran 2 Nga phóng trong đêm tại tỉnh Kiev, Odessa, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Zhytomyr, Cherkasy và Kherson. Chưa rõ thiệt hại và thương vong liên quan. Các trận tập kích diễn ra sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát làng Starista ở tỉnh Kharkov tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Quan chức Nga cho biết việc kiểm soát làng starista cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chuyển đạn dược và quân dự bị cho các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại thành phố Volchansk. trong diễn biến có liên quan, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby vừa qua đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. đồng thời nói rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở Đông Bắc Ukraine và làm việc suốt ngày đêm để chuyển vũ khí và thiết bị đến tay lực lượng Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các trang thiết bị này chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Khi được hỏi liệu đã đến lúc xem xét lại lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga hay chưa, ông Kirby trả lời tại họp báo: "Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép sử dụng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Chính sách đó vẫn chưa thay đổi." Các nghị sĩ Ukraine đã tới Washington trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ. Kiev cũng được cho là đã yêu cầu phương Tây trợ giúp thông tin tình báo về các mục tiêu ở Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant thừa nhận nước này đã cho phép Ukraine tấn công Crimea bằng vũ khí do Anh cung cấp, vì London coi bán đảo này là một phần của Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ sẽ không ngăn Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Washington không đặc biệt khuyến khích Kiev làm như vậy, nhưng cũng sẽ không cản trở. Nga cáo buộc NATO và các nước EU khuyến khích Ukraine tấn công các khu dân cư bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp như Atak MS và Storm Shadow, Scarp EG. Trong khi đó, Kiev lập luận rằng Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới nhất là do Ukraine bị hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây, cũng như sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí viện trợ.